Vâng, việc mà cây đào đã phát triển trong một cái điều kiện khí hậu á nhiệt đới như khí hậu miền Bắc thì nó làm cái thuận lợi. Thì về mặt nhiệt độ nhìn chung là không có bất thuận, thực ra không bất thuận lớn lắm. Thế nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng đến cái tốc độ ra hoa cũng như là cái tốc độ phân hóa hoa và tốc độ nở hoa, làm sao để khi mà chúng ta trồng cây đào và chúng ta có thể điều khiển nó được nở đúng được cái dịp Tết thì lúc ấy chúng ta mới bán được cái giá cao, hoặc là mới chơi hoa nó mới có giá trị. Chứ còn nếu mà nở trước Tết hoặc là sau Tết thì cũng không, hoàn toàn không có giá trị. Cho nên trong cái điều kiện bất thuận thì cây đào vẫn có thể chịu được. Dạ, kính thưa bác, thì để có được một nguồn nông sản chất lượng hơn và tăng năng suất cao hơn với một chi phí ổn định thì chúng ta luôn phải đòi hỏi có một biện pháp canh tác làm sao mà để bền vững nhất thì được cần để hình thành để có thể vượt qua được nghịch cảnh như hiện nay, đó là khi mà được mùa thì mất giá mà khi là được giá thì lại mất mùa và tiến tới sản xuất nông sản với chất lượng cao hơn. Vậy thì để làm được điều này thì là những cái bà con nông dân hiện tại thì đã tiến hành và rất quan tâm đến cái vấn đề về cải tạo đất. Thì là đối với một số loại cây trồng thì chỉ thích hợp tại những địa hình đất nhất định và việc cải tạo để có thể cải thiện được độ pH và nguồn dinh dưỡng để làm sao để nuôi cây có thể phát triển được tốt nhất. Vậy thì theo chuyên gia thì việc cải tạo đất thì chúng ta cần được tiến hành như thế nào và có nên là cải tạo đất trước khi trồng đào hay không? Cái việc mà cải tạo đất thì hiện nay cải tạo đất hoặc là sức khỏe đất thì cũng là một cái rất nóng hổi của cái sản xuất nông nghiệp hiện nay. Bởi vì nhìn lại toàn bộ cái quá trình sản xuất hơn 10 năm đến 20 năm vừa qua, nông nghiệp chúng ta phải nói là có những cái bước tiến vượt bậc. Tuy nhiên là do cái nhận thức của bà con nông dân, của các nông hộ, mà cái việc mà chúng ta sản xuất có được năng suất, có được chất lượng, có xu thế tăng lên. Tuy nhiên là nếu mà đánh giá cho đúng thì chưa phải gọi là cái sản xuất bền vững. Ở đây tôi nói cái yếu tố bền vững tức là chủ yếu là cái sản xuất thì đạt được mục tiêu. Tuy nhiên là không phải là đổi cái sản xuất đấy với đến đổi cái sản xuất đấy để lấy một cái suy thoái về môi trường, cái xấu đi của điều kiện đất đai thì rõ ràng là đấy không phải gọi là cái yếu tố bền vững. Mà nông nghiệp bền vững, sản xuất bền vững hiện nay theo cái khái niệm của chuyên môn chúng tôi ấy, là phải làm cho đời này, phải tính đến cho cái đời sau. Tức là gì? Tức là sản xuất để có sản phẩm năng suất cao, chất lượng tốt, nhưng phải đi kèm theo cái chuyện là cái đất ấy không phải suy thoái đi, cái đất đấy càng ngày phải được bồi dục để những cái đời sau mình, đời mình ăn thì mình phải nghĩ đến đời sau, thì lúc cái đấy, những cái đời sau đấy thì mới gọi là cái sản xuất bền vững đấy. Thì cái việc trồng đào cũng rất rất quan trọng, là trước khi trồng đào chúng ta phải tính cái chuyện cải tạo đất ngay. Cái nếu mà trồng trên đất dốc thì như tôi nói hôm nay là nên thiết kế theo đúng kỹ thuật. Thứ hai là cái đất mà định trồng đào ấy, bà con nên có một cái đo cái máy đo pH đấy, để đo xem là nếu mà pH nó dưới dưới 5, nó khoảng chỉ còn từ 4 đến 5 thôi, thì là nó chua quá. Thì cái chua quá, cái điều kiện đất đai mà chua quá, nó sẽ cây nó sẽ không thể hút được dinh dưỡng, và cái tất cả các cái yếu tố dinh dưỡng ở trong điều kiện mà pH thấp nó sẽ làm ở cái dạng khó tiêu, tức là cây không thể hút được. Cho nên là trước khi trồng bà con rất cần thiết phải sử dụng cái máy đo pH, hoặc là nếu ai không có máy đo pH có thể dùng cái biện pháp dùng giấy quỷ tím để ta kiểm tra lại cái pH. Nếu pH là trên 5, 5,5 thì cái chuyện đó không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà pH chỉ có 4,5 trở xuống thôi thì buộc chúng ta phải dùng cái vôi bột để chúng ta làm tăng cái độ pH của đất lên, là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai rất quan trọng là hiện nay chúng ta đang bị quá lạm dụng về cái sản xuất hóa học. Sản xuất cái hóa học hóa tức là gì? Tức là sử dụng, lạm dụng quá mức cái phân phân hóa hóa học học, đúng không ạ? cái thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Đặc biệt là bây giờ chúng tôi thấy một cái là không, bà con trước đây bà con rất là thích cho dùng cái thuốc trừ cỏ hóa học, thì cái đấy là một cái
tai hại vô cùng. Bây giờ phải nên giảm mức tối thiểu, không được dùng cái thuốc hóa học nhiều, không được dùng phân bón hóa học nhiều, và trở lại cái canh tác truyền thống của chúng ta là dùng nhiều phân hữu cơ, dùng nhiều phân vi sinh, dùng nhiều các cái phân xanh, phân chuồng. Thì cái đấy mới là cái cải tạo đất. Thì trước khi trồng đào, bà con bón vôi khử để làm tăng pH lên, đồng thời phải dùng phân chuồng để bón lót. Và cái phân chuồng đó nên ủ trộn với cái nấm Trichoderma và phân lân, cũng như một vài cái yếu tố vi lượng khác. Bởi vì trong cái điều kiện ở miền núi, đất dốc thì cái rửa trôi nó rất mạnh. Và đã rửa trôi mạnh thì cái, tất cả những yếu tố vi lượng trong đất nó sẽ bị hao mòn, bị mất đi và không bổ sung lại được. Thì rõ ràng đất đấy của chúng ta là đất bị suy thoái. Cho nên cái việc cải tạo đất để mà trồng đào cũng là rất quan trọng. Mặc dù cây đào, tôi cho rằng cây đào là một trong những cây có thể chịu được cái điều kiện đất cằn đất xấu. Nhưng mà không ỷ vào cái đó mà chúng ta không bồi dục cho đất. Đấy, thì tất cả các cái biện pháp đó và tất cả những cái phân đó, chúng ta hiện nay cố gắng giảm đến mức tối đa cái phân hóa học, thuốc hóa học, để tăng những cái thuốc sinh vật sinh học lên. Hoặc là phân thì phải dùng phân hữu cơ, phân chuồng, phân vi sinh, phân xanh, để chúng ta cải tạo đất đấy thì cái cây đào nó mới phát triển và cho năng suất cao. Khi mà người dân mà đã lạm dụng quá nhiều các loại phân bón học thì sẽ khiến cho là cái độ dinh dưỡng của đất sẽ bị mất đi và độ pH cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không ạ? Vậy thì là chúng ta hiện tại bây giờ là chúng ta vẫn là nên sử dụng những cái biện pháp canh tác như ngày xưa, đó là sử dụng những cái loại phân là phân xanh rồi là phân chuồng, thì làm thế nào đấy để có thể cân bằng lại đất, đúng không ạ? Vậy thì theo chuyên gia thì những cái khu vực mà đất bị nhiễm phèn, bị thoái hóa bạc màu thì liệu có trồng được đào không ạ? Chúng ta nên cải thiện như thế nào về cái vùng thực đất ra ấy, thì đất phèn thì ở trong Nam nhiều hơn, ở ngoài này thì gọi là đất chua. Đất chua, nhưng mà nếu mà ở trong cái điều kiện mà thoát nước được hay là có một cái độ dốc nó thấp thì vẫn có thể trồng được, với cái điều kiện là chúng ta sẽ cải tạo cái đó như tôi nói lúc nãy, tức là dùng nhiều vôi vào khử đất trước khi trồng. Sau đó khoảng độ 2-3 tuần lúc cái vôi nó tác dụng với lại cái keo đất xong rồi thì lúc ấy chúng ta mới bón thêm, bón lót cái phân vào. Và đất càng xấu thì chúng ta phải càng bón nhiều cái phân hữu cơ, phân xanh, phân chuồng. Thế thì chúng ta đất chua của chúng ta vẫn có khả năng vẫn trồng được. Còn cái cây đào ở trong cái điều kiện ở các cái nước mà nhiệt đới điển hình, ví dụ như các cái tỉnh ở trong đồng bằng Nam Bộ ấy, thì nó sẽ không, tức là trong đấy mới có những cái khu vực mà đất là đất phèn. Thì đất phèn nhưng mà nó lại nằm trong cái điều kiện là nhiệt đới điển hình. Đấy, thì rõ ràng cái đó chúng ta không nên trồng đào ở cái phía đó. Bởi vì đào phần lớn ở Sài Gòn chơi Tết chẳng hạn thì phần lớn là phải chuyển từ ngoài Bắc vào. Chứ còn nếu mà đào mà ở trong kia chưa chắc nó đã ra hoa được đúng Tết. Bởi vì nó ấm quanh năm thế, thì nếu mà muốn ấm quanh năm mà lại có hoa đào chơi thì buộc phải xây dựng cái nhà lạnh chẳng hạn thì mới được. Thì cái nhà lạnh thì tốn kém lắm, tốn kém lắm, không thể nào mà chúng ta có thể đặt cái vấn đề ấy ra để cho cái sản xuất hoa đào và chơi Tết ở trong cái điều kiện như thế. Vâng, rất cảm ơn chia sẻ của chuyên gia. Vâng, thì thưa chuyên gia, là ở cái giai đoạn kiến thiết khi trồng đào ấy thì là có một số bà con nông dân thường hay sử dụng phân đậu tương hoặc là đạm cá để có thể bón cho cây, và muốn cho cây đào ra hoa đúng dịp Tết thì chúng ta cần phải thực hiện đúng cái việc bón phân theo đúng quy trình kỹ thuật. Thì từ khoảng đầu năm cho tới tháng 10 âm lịch là cái giai đoạn mà cần cung cấp cân đối đạm rồi lân rồi kali cho cây phát triển. Vậy thì theo chuyên gia thì việc bón quá nhiều phân đậu tương và đạm thì có ảnh hưởng như thế nào tới cây đào, và thì chúng ta nên bón với cái liều lượng như thế nào để phù hợp nhất ạ? Cái việc mà bón phân đạm mà cái tỷ lệ cao so với lệ lân kali thì chỉ nên áp dụng cái giai đoạn đầu, tức là cái giai đoạn đầu chúng ta tạo, cố gắng là đưa dinh dưỡng vào để tạo được cái phát triển thân lá cho nó nhanh, cho nó khỏe, thì nó sẽ có cái tán rộng. Có cái tán rộng thì lúc ấy chúng ta lại áp dụng các cái biện pháp tỉa cành tạo tán, thì cái cây đào ấy nó sẽ có một cái tán đẹp theo đúng ý muốn của chúng ta. Tuy nhiên là không đến khi mà cái giai đoạn sau mà đã phân đòi hỏi cái phân hóa hoa thì không phải là bón cái đạm đậu tương hay bột cá
hay là một số nông hộ hiện nay người ta dùng cái đạm hóa học, vẫn dùng cái đạm hóa học, thì cái tỷ lệ đạm mà cao ở giai đoạn cuối thì nếu mà cao cao, ví dụ như là đậu tương tỷ lệ cao hoặc bột cá tỷ lệ cao cũng thế thôi, thì nếu mà cái phát triển thân lá nhiều quá, nguyên tắc của cây trồng là nếu phát triển thân lá mà mạnh quá thì cái quá trình phân hoa nó sẽ kém đi, nó sẽ lấn át cái quá trình phân hoa, cho nên là cần phải bón cái tỷ lệ đạm giảm đi cái giai đoạn sau, kali lân tăng lên, và lúc đấy ta kết hợp theo những cái một số các cái biện pháp tỉa cành hoặc là thiến đào, gọi là khoanh vỏ đấy. Có những nơi thì dùng cái động ta dùng cái từ gọi là khoanh vỏ, có nơi thì dùng là thiến đào đào quất đấy, đấy có nơi dùng thiến đào, thì đấy cũng là một thôi. Thì những cái và cái cuối cùng nữa là chúng ta tuốt lá, thì lúc ấy mới đảm bảo được cái ra hoa nó đúng nó và cái khi mà chúng ta áp dụng được các cái biện pháp ấy nó đồng bộ thì lúc ấy có được một cái cây đào sẽ ra hoa đúng dịp đấy. Vâng, cảm ơn chia sẻ của chuyên gia. Kính thưa quý vị, kính thưa bác, thì là theo quan niệm của dân dân ta từ xưa tới nay, thì đối với việc trồng đào, khi mà đào ra hoa chủ lộc đúng vào cái dịp Tết thì tượng trưng cho việc là gia chủ sẽ có một năm phát tài phát lộc. Và hiểu được tâm lý đó thì hiện nay các bà con nông dân, những cái người mà đang canh tác những cái trang trại đào thì đã tìm rất là nhiều cách làm thế nào để cho cây đào có thể nở hoa vào đúng dịp Tết, thì từ đó có thể đem lại nguồn thu nhập lớn cho bà con nông dân. Thì tuy nhiên thì để cây đào có thể sinh trưởng và nở hoa được đúng vào cái dịp Tết thì đòi hỏi người trồng đào phải có kinh nghiệm và phải am hiểu được tất cả những cái kỹ năng trồng và chăm sóc đào. Thì bởi vì là khác với những cái loại cây cảnh khác thì cây đào thì lại đặc biệt rất là khó tính, nhất là đào cảnh rất là khó tính trong cái việc có thể ra hoa đúng một dịp Tết. Vậy thì theo chuyên gia thì chúng ta nên điều chỉnh cái quá trình ra hoa của cây đào nở vào đúng dịp Tết thì chúng ta cần phải có những kỹ thuật gì ạ? Để cho cái cây đào nó có thể ra hoa được đúng vào dịp Tết, hoa phải to, màu sắc phải đẹp và đúng thời điểm mà chúng ta cần, thì nó có mấy cái vấn đề mà bà con cần phải lưu tâm như thế này. Cái thứ nhất là sau khi mà trồng mà đem cái cây đào chơi ở trong nhà ra rồi, trồng ra ngoài kia rồi, thì phải chăm sóc, bón phân đầy đủ, tưới nước, cung cấp nước cho cây đầy đủ. Để cái giai đoạn đầu, từ tháng 3 dương lịch này, đến tháng 6, tháng 7, trong cái 3-4 tháng đó, thì chúng ta phải bón đủ phân, bón cân đối phân cho cái cây đào để nó phát triển, nó tạo ra được một cái cây có cái tán khỏe mạnh, và kết hợp với cái chuyện mà chúng ta tiến hành cái tỉa cành tạo tán để có cái cây đào nó có một cái tán theo cái ý muốn của chúng ta. Đấy là cái giai đoạn, cái việc thứ nhất. Việc thứ hai là đến tháng 8 âm lịch, thì tức là tháng 9 ấy, thì chúng ta phải tiến hành là một cái động tác rất quan trọng là chúng ta phải khoanh thân. Khoanh bọ đúng không ạ? Khoanh thân cái cây đào. Cái việc này bà con cũng nên hiểu là cái bản chất của nó để chúng ta làm cho nó đúng, tức là cái động tác khoanh thân đấy là buộc chúng nó hạn chế bớt cái sinh trưởng thân lá để chuyển sang chuẩn bị cho cái giai đoạn phân hoa hoa. Đấy, tức là cách khoanh đấy thì chỉ cần là khoanh đủ một vòng và không cần bóc vỏ ra, mà một hai ngày sau khi khoanh, bà con ra cả kiểm tra mà thấy rằng là ở cái vết khoanh đấy nó có những cái nhựa xì ra, nó là nhựa cây xì ra, thì đấy là được, đấy là được, là đạt yêu cầu. Vậy đấy là cái động tác mà chúng ta không cho nó vận chuyển cái dinh dưỡng từ dưới đất lên trên thân lá, thì đấy là cái động tác hạn chế cái việc mà đưa dinh dưỡng lên để không phát triển thân lá nữa mà chuẩn bị cho quá trình phân hoa hoa. Đấy, thì đấy là cái biện pháp kỹ thuật thứ hai chúng ta cần lưu ý. Cái biện pháp kỹ thuật thứ ba là cái biện pháp then chốt để mà chúng ta có thể có được cái hoa đào nở đúng vào cái dịp Tết là cái động tác tuốt lá. Thông thường người ta tuốt lá là người ta tuốt nhưng phải để ý để bảo vệ các cái mầm hoa, và tuốt lá thì người ta thường tiến hành vào
cái khoảng độ tháng giữa tháng 11 âm lịch, tức là giữa tháng 12 dương lịch đấy. Đấy thì cái tuốt đấy, và sau khi tuốt thì bởi vì sao? Tuốt lá để kích thích nó phát triển cái mầm hoa nhanh hơn. Đấy, và sau khi tuốt lá rồi thì người ta phải nghe ngóng xem là căn cứ vào cái dự báo thời tiết. Ví dụ nếu mà năm nay khí tượng dự báo là có thể là rét đậm kéo dài thì nên tuốt sớm hơn chút. Còn nếu mà khí tượng dự báo là năm nay cái giai đoạn từ bây giờ đến Tết là sẽ ấm nhiều thì phải tuốt lá muộn đi một chút, để làm sao cái giai đoạn nó ra hoa nó sẽ đúng vào cái dịp Tết âm lịch. Và sau khi tuốt lá rồi cũng lại phải căn chỉnh theo cái thời tiết, nếu mà có nhiều ngày lạnh thì là xử lý khác, còn nếu mà có nhiều ngày nóng thì lại phải xử lý để giảm bớt cái nhiệt độ đi, để cuối cùng cũng là để cái mục tiêu ra hoa đúng đúng Tết, dịp Tết đúng không ạ? Đấy, vâng. Thì đấy là các cái kỹ thuật mà bà con phải lưu ý và phải làm được, vâng, để cho có được một cái cây đào có hoa đẹp, vâng, có cành tán khỏe mạnh, vâng, để mà chơi vào đúng dịp Tết. Vâng. Vâng. Vậy thì theo chuyên gia thì là thông thường ấy, khi mà chúng ta trồng đào Tết, chơi đào Tết vào dịp Tết thì là sau khi chúng ta chơi đào Tết thì có những gia đình mà có những cây đào chơi dịp Tết rất là lớn. Thì sau cứ mỗi dịp mà Tết xong thì khi mà hoa bắt đầu tàn rồi thì những cái gia đình đó lại có xu hướng là gửi lại về những cái chủ trang trại để mình trồng lại cây đào đó, để làm thế nào đó để sang năm lại cây đào tiếp tục ra hoa để mình có thể tiếp tục chơi vào Tết sang năm. Vậy thì theo chuyên gia thì khi mà chúng ta đưa cái cây đào đó về lại trở lại vườn thì chúng ta cần phải cắt tỉa và chăm sóc như thế nào để cho cây đào sang năm có thể tiếp tục là ra được một đợt hoa đẹp như cái năm nay ạ? Nếu mà các cái hộ gia đình mà đã có măng với lại cái đơn vị hoặc là cái nhà vườn rồi thì tất nhiên người ta chỉ việc là vận chuyển về dưới kia để cho cái nhà vườn họ lại chăm sóc. Và cái khi mà đưa cây đào trở lại cái vườn để mà cho các nông hộ, cho các nghệ nhân người ta chăm sóc cho mình sau sang năm mình có cây chơi đẹp, thì cái việc đầu tiên vẫn là dùng cái kéo chuyên môn, người ta dùng cái kéo người ta cắt tỉa toàn bộ những cái cành mà đã nở hoa đi, chỉ để lại cái phần thân chính và có một vài cái cành cấp 1 ra, để mà từ cái cành cấp 1 đấy sau đó người ta mới bắt đầu nó nảy mầm lên những cái cành cấp 2. Thì đấy là cái tỉa đào nó đúng cách, và lại về cái việc đấy cũng nên để cho cái nghệ nhân người ta làm, bởi vì người ta sẽ tỉa theo cắt tỉa theo cái cây đào đó theo cái nhãn quan của họ, theo cái kinh nghiệm của họ để làm sao cho cây đào nó có tán đẹp nhất. Thì cái việc cắt đấy cũng nên để cho nghệ nhân người ta làm, thì người ta sẽ biết làm như thế nào. Thế còn đấy là cái việc đầu tiên. Cái việc thứ hai là trồng ra thì cũng nên trồng sớm để làm sao nó nảy mầm được, nó ra rễ mới được, thì cái cành nó mới khỏe mạnh, và mới khi đã ra rễ mới được thì nó mới hút đủ dinh dưỡng để nuôi cây đào. Thì đấy cũng là một cái rất quan trọng. Ngoài ra nữa thì cái việc mà nghiên cứu và chăm bón nó, tức là cái phân bón phải gồm có cả phân hữu cơ, có một chút ở vô cơ. Thế còn chủ yếu vẫn phải là hữu cơ là tốt nhất, thì cái cây đào nó sẽ ít bị sâu bệnh. Cái đấy bây giờ là cái quan trọng. Vì đã ít bị sâu bệnh thì mình không phải phun nhiều, bởi vì cây đào nó cũng có rất nhiều loại sâu bệnh, mà cũng có những cái bệnh rất hiểm nghèo, nếu không chữa nó chết cây. Đấy, phần sau chúng ta có thể đề cập đến cái đó. Nhưng mà khi mà cái chế độ phân bón mà thiên về vấn đề hữu cơ thì nó sẽ là một cái yếu tố đầu tiên để nó giảm nhẹ cái sức ép về sâu bệnh. Đấy, thì bà con cái đó bà chưa chắc bà con đã nắm được, cho nên bà con cần lưu ý cái đó nhiều nhất. Bởi vì chúng tôi kinh nghiệm chúng tôi lâu năm ấy, thì chúng tôi thấy được là có những cái công thức thí nghiệm chỉ bón riêng phân hữu cơ thôi thì cái mật số về sâu bệnh nó giảm hẳn đi một cách đáng kể. Còn nếu mà chỉ dùng phân hóa học thôi thì nó tăng vụt như thế này, một trời một vực như thế này. Thì tại sao mà chúng ta không áp dụng cái chế độ phân bón hữu cơ mà cứ phải đi phân vô cơ? Nó tai hại nhiều thứ mà tại sao cứ theo, bà con cứ theo cái đó làm gì? Cho nên một cái rất quan trọng, cây gì cũng thế, bây giờ hiện nay cây gì cũng thế, và nếu mà đi thiên về hướng hữu cơ
thì cái mức độ giảm nhẹ về sâu bệnh nó cũng đi theo, nó sẽ giảm theo. Thì đấy là một cái, những cái vấn đề bà con cần lưu ý để mà tiến hành trong quá trình sản xuất. Rất cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Đinh Văn Thành. Và kính thưa bà con, thì đối với những cái mô hình trồng đào, thì qua những cái lời chia sẻ của chuyên gia Đinh Văn Thành thì rất là hy vọng là bà con đã có thể nắm rõ được các quy trình từ việc trồng, việc chăm sóc, rồi là tỉa cành làm thế nào đấy để chúng ta có thể cho ra được một cây đào có năng suất phát triển cao nhất và có thể ra hoa vào đúng dịp Tết. Vâng, kính thưa chuyên gia, thì sau khi mô hình đào Nhật Tân của nghệ nhân Công Xuân Phương được phát sóng thì kênh Làm Nông TV đã nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi thắc mắc của bà con nông dân với mong muốn sẽ được chuyên gia giải đáp, đặc biệt là trong các vấn đề về sau Tết thì cây trồng thường hay xuất hiện những cái loại sâu bệnh hại với những cái bệnh lạ ở trên cây thì khiến cho cây không thể phát triển được. Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay thì kênh Làm Nông TV đã lựa chọn ra những cái câu hỏi mà bà con gửi đến cho chương trình, những câu hỏi điển hình nhất, và rất là hy vọng là chuyên gia có thể giải đáp được những cái thắc mắc của bà con nông dân trong chương trình này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Bùi Văn Kiên, Như Xuân ở Thanh Hóa. Đó là nhà anh thì có 1.000 cây đào đã trồng được 2 năm nhưng lại có hiện tượng xì mủ ở thân và cành, và có đến 50% tổng số cây đều bị tình trạng như thế này. Thì xin được hỏi chuyên gia là nguyên nhân và cách khắc phục ạ. Vâng, cái bệnh xì mủ trên cái cây đào cảnh là một cái bệnh mà tương đối phổ biến ở trên cây đào. Nếu cái bệnh này mà chúng ta không chữa thì thậm chí sau này nó bị nặng lên ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái chất lượng hoa ngày. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái mức độ nặng hơn thì nếu mà chúng ta không chữa mà bệnh nặng càng ngày càng nặng lên thì thậm chí nó còn chết cành, rồi là tiếp theo nó là còn chết cả cây. Thì chúng tôi đã chứng kiến những cái đó rồi. Bản chất của cái bệnh này là cái bệnh do nấm, nó gọi là cái bệnh sương mai, và do nấm Phytophthora nó gây hại cho cây đào. Thế bây giờ để phòng trừ thì bản chất nó như vậy rồi, thì để hạn chế nó ở trong sản xuất cái cây đào thì bà con có mấy cái biện pháp bà con cần phải lưu ý như sau. Thứ nhất là ngay từ đầu chúng ta trồng đào là chúng ta phải đúng theo cái mật độ, không tham trồng dày quá, bởi vì trồng dày quá nó sẽ tạo nên một cái sinh cảnh ở trong vườn đào là cái ẩm độ không khí nó cao, mà ẩm độ không khí cao kết hợp với mình tưới nước cho cây đào nữa thì rõ ràng là nó rất thuận lợi cho cái bầu tử nấm nó phát triển. Và các cái bệnh có cái, như là cái bệnh sương mai ở trên cây đào thì nó đều là liên quan đến ẩm độ của vườn. Ẩm độ của vườn thì nó cũng lẽ liên quan đến cái chuyện là chúng ta giữ cỏ trên vườn như thế nào, rồi chúng ta trồng mật độ ra làm sao. Nếu trồng đúng mật độ thì không có cái chuyện đó, cái ẩm độ nó sẽ giảm đi. Còn nếu tham mà trồng dày thì nó cái bệnh nó càng nặng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vấn đề ẩm độ nó sẽ liên quan đến cái chuyện là chúng ta thiết kế cái luống đào, rồi cái rãnh thoát nước. Thì khi mà mưa xuống thì rãnh thoát nước buộc phải chừng khoảng 15-20 phút sau là phải điều hết được nước, và để cho cái vườn đào nó khô ráo, mà có như thế thì nó mới hạn chế được bệnh. Cái thứ ba nữa là bà con lưu ý, như tôi nói mẹ, tôi nói nhiều cái phần đấy rồi thì bây giờ tôi đang ngắn gọn lại, tức là cây đào nên sử dụng tối thiểu cái phần hóa học, còn tối đa cái phần hữu cơ, phần chuồng, phần xanh. Thì đấy là một cái biện pháp nó sẽ ngăn trở cái bệnh này rất là tốt, cho nên bà con cần như thế, cần làm như vậy. Và cái biện pháp cuối cùng là khi mà cây đã xuất hiện bệnh, tức là thường nó xuất hiện bệnh thì là nó xuất hiện, nó hay ở những cái chạc, chạc 2, chạc 3 của cây thì nó cứ xì mủ ra. Thì điều trị cái bệnh đó chúng ta phải làm rất kiên trì, và bản thân tôi đã chữa cho những cây đào cổ thậm chí có khi 2 tháng mới khỏi. Và trong 2 tháng ấy chúng tôi phải dùng cái dao gọt hoa quả, chúng tôi cạo hết cái phần vỏ đi, vào đến tận thân gỗ, cạo ở cái chỗ xì mủ ấy, cái vết xì mủ ấy, và lấy cái hòa cái thuốc thì có thể dùng mancozeb cộng với metalaxin, hoặc là phosphoric acid, hoặc là positin aluminium, thì một trong ba cái thuốc đấy hòa theo cái khuyến cáo ở trên bao bì sản phẩm. Sau đó dùng cái chổi quét sơn ấy, quét nhiều lần vào cái vết xì mủ đấy sau khi đã cạo, và đến quét đến chừng nào nó khô cái vết xì mủ ấy thì lúc ấy mới đạt yêu cầu. Đấy,
Cho nên chữa cái bệnh này thì cái chữa nó mất rất nhiều công. Nhưng có những cái biện pháp phòng như tôi nói ban đầu thì bà con cần áp dụng các cái biện pháp phòng thì mình khỏi phải chữa, mình khỏi phải dùng thuốc. Thì đấy là những cái bà con cần lưu ý đối với cái bệnh sỉ mụn ở trên cây đào. Đấy, và còn ngoài ra ấy, thì cái tỉa cành tạo tán thường xuyên để cho cái tán nó đủ đẹp, đủ khỏe, đủ mạnh và không sùng xòe quá ấy, thì cũng là một cái biện pháp canh tác để mà hỗ trợ cho cái chuyện là giảm ẩm độ trong vườn thì sẽ giảm được cái bệnh sỉ mụn này. Đấy là những cái biện pháp vừa phòng mà vừa trừ cái bệnh ở sương mai trên cây đào cho cái khán giả đã hỏi về mình. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Vâng, và chúng ta tiếp theo thì sẽ đến với câu hỏi của chị Hoa ở Hòa Bình. Thì hiện tại là nhà chị đang có một cây đào đang ra ngọn nhưng mà cứ héo dần rồi chết, trong khi đó thì rễ cây thì vẫn tốt. Vậy thì theo chuyên gia thì nguyên nhân là tại sao và chuyên gia có thể đưa ra cách khắc phục được không ạ? Cái hiện tượng, cái triệu chứng mà nó cứ héo ngọn thì nó cũng là một cái biện pháp rất là cũng nó là một cái bệnh rất là phổ biến trên cây đào mà ở thường hay ở một cái giai đoạn phát triển thân lá, tức là trong cái giai đoạn cái tháng mùa hè thì nó hay phát triển cái đối tượng này. Và đối tượng này chính là cái con sâu đục ngọn. Có một thời kỳ cây đào bị toàn bộ các cái ngọn non ra là nó không thể nào mà chống được, nó héo hết. Nhưng mà nó không làm chết cây, nó chỉ khi mà cái ngọn nó như thế này, nó đục vào đây thì nó làm chết cái phần từ cái vết đục ấy lên trên ngọn thì rất là ngắn thôi. Thì nếu mà đục, nguyên tắc cái cây mà đã bị đục ngọn như thế thì cái ngọn này chết, nhưng mà nó lại ra tiếp những cái nhánh khác lên này chứ không bao giờ chết cây. Nhưng mà nó làm giảm cái tốc độ sinh trưởng phát triển của cây đào. Đấy, cho nên là chúng ta vẫn phải trừ. Thế và thường thì cái còn tất nhiên là cũng có những cái theo dõi của chúng tôi là nếu không trừ mà nó chết toàn bộ cái ngọn non thì nó ra, như tôi nói đấy, là nó ra cái nhánh mới thì nó vẫn lên được, không có vấn đề gì. Nhưng mà nó chỉ ảnh hưởng một chút ít đến cái tốc độ sinh trưởng. Thế thì để mà phòng trừ cái con này thì cũng ngắn gọn, tức là chỉ có cái biện pháp là căn được xem là cái con trưởng thành ấy, nó vũ hóa ra lúc nào. Và khi nó vũ hóa ra ấy, thì nó đẻ trứng. Đến lúc cái trứng ấy nó nở ra con sâu non thì đủ cái độ cứng, tức là ít nhất là nó phải sang được cái tuổi 2, tuổi 3. Đấy, tuổi 2 rồi thì lúc ấy nó mới đục vào cái ngọn được. Thì cái giai đoạn mà nó chưa đục vào ngọn, nó mới nở từ trứng ra, thì chúng ta trừ, đấy là cái điểm yếu nhất của cái con sâu đó. Thì lúc ấy cái hiệu quả phòng trừ của chúng ta mới có. Và còn cái thuốc mà sử dụng để trừ cái con đấy ấy, thì bà con có thể dùng ví dụ như là nitenpiram, ví dụ như là clonthianidin hoặc là etofenprop. Đấy, thì những cái thuốc như vậy có thể trừ rất tốt đối với các cái đối tượng mà đục ngọn trên cái cây đào. Thế và nếu đặt một cái giả thiết xấu thì bà con không trừ được mà nó vẫn héo ngọn thì cái héo ngọn ấy nó chỉ ảnh hưởng chút ít đến cái tốc độ sinh trưởng thôi, chứ nó không gây chết cây. Cho nên là thực ra trừ được thì tốt, mà nếu không trừ được thì nó cái mức độ ảnh hưởng đối với cái hoa đào đến giai đoạn cuối thì nó không phải là lớn lắm. Cho nên là bà con cứ dùng những cái thuốc đó trừ cho tôi. Còn nếu không còn được mà thỉnh thoảng còn một hai cái ngọn héo thì cũng không ngại lắm, không như là cái bệnh các cái bệnh khác nó làm chết cây chẳng hạn, thì lúc ấy mới là cái ngại. Rất cảm ơn chia sẻ của chuyên gia. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi của anh Hoàng Văn Bình ở Thái Nguyên. Thì nhà anh có cây đào có hiện tượng là dệt sáp bám vào, thì xin hỏi chuyên gia là cách khắc phục như thế nào và chúng ta thì nên bón phân gì cho cây đào khi cây đào đã quá già? Đối với cái câu hỏi này thì thứ nhất là nếu mà cây đào bị dẹp sáp thì đối tượng dẹp sáp cũng là một cái đối tượng rất phổ biến trên cây đào. Và đối với cái đối tượng dẹp sáp ấy, thì nó cũng chỉ có mấy cái biện pháp phòng và trừ như thế này. Một là
với đối tượng Việt Pháp cũng như các cái đối tượng sâu bệnh khác thì tăng cường cái chuyện là sử dụng các cái phân bón hữu cơ và phân xanh, phân chuồng, phân vi sinh thì cũng sẽ một phần nào nó sẽ hạn chế, không phát triển nhiều. Thứ hai nữa là cái dẹp sáp thì cũng đòi hỏi cái trồng đào nó cũng phải đúng mật độ, không tham trồng dày quá. Vì trồng cái dày quá thì ánh sáng nó không xuống phía dưới được thì nó sẽ có cái ẩm độ cao hơn. Và cái ẩm độ cao hơn thì cũng là cái điều kiện thuận lợi để cho sâu bệnh phát triển. Và từ đó chúng ta chúng ta trồng cho nó đúng quy trình kỹ thuật thì cũng là một trong những yếu tố hạn chế cái phát sinh phát triển của cái cây, của cái đối tượng là dẹp sáp. Còn cái biện pháp cuối cùng là biện pháp trừ, thì đối với dẹp sáp thì chúng ta có thể sử dụng các cái ví dụ như là cái thuốc hóa học là Dragon hoặc là cái Spermethrin hoặc là cái Privatron, thì một trong các loại thuốc hóa học đó. Nhưng tôi lưu ý bà con là đã dùng biện pháp hóa học thì nên kết hợp với lại cái dầu khoáng, bởi vì đối với cái dẹp sáp nó có một cái đặc thù là ở trên lưng nó cộng sinh với lại một cái loại nấm, cho nên khi cái loại nấm mà nó cộng sinh ở trên lưng nó mà chúng ta phun thuốc vào thì thuốc nó trụi đi, nó không bám được vào cái con dẹp sáp, nó trụi đi thuốc đi. Thì nếu mà sử dụng thuốc hóa học kết hợp với dầu khoáng thì cái độ dính bám của thuốc hóa học nó sẽ tăng đối với, và nó trừ được cái nấm đó, thì cái nấm đó nó không còn cái khả năng mà làm trụi thuốc đi được nữa, và cái thuốc hóa học nó bám dính bám thì nó ngấm vào cái cơ thể con dẹp sáp thì lúc ý hiệu quả thuốc nó mới cạn. Đấy thì cái đó rất quan trọng. Thế và một cái lưu ý nữa đối với bà con là dẹp sáp là một cái đối tượng rất khó trừ mà lại chống thuốc, cho nên là nó cứ một thời gian ngắn sau nó độ vài tháng nó lại có thể là tái phát. Đấy cho nên là chúng ta lần này chúng ta dùng thuốc này thì lần sau nên dùng thuốc khác, lần sau nữa lại dùng thuốc khác, thì cái bộ thuốc như tôi nói 3-4 thứ thuốc nó cứ quay vòng nhau thì nó sẽ hạn chế được cái chống thuốc, hạn chế được cái tái phát quần thể của cái con dẹp sáp. Rất là cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Kính thưa quý vị, kính thưa bà con, kênh Làm Nông TV rất hoan nghênh những câu hỏi, những thắc mắc của quý vị và bà con đóng góp về cho chương trình thông qua fanpage Làm Nông TV. Và cũng rất mong là các chủ vườn, những cái chủ vườn nào ở Việt Nam nếu như đang xây dựng hoặc là đang có cho mình những cái mô hình điển hình thì hãy liên hệ ngay với kênh Làm Nông TV để các chuyên gia có thể giúp đỡ tư vấn thêm về kỹ thuật để có thể nâng cao năng suất cũng như là góp phần quảng bá thêm về cái hình ảnh của trang trại của chúng ta. Chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào quý vị, kính chào bà con và xin hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.